vui được quay trở lại với mọi người ở chương trình Home Gym của Thịnh Online. Và xin khoe mẽ một chút là Hoang mới vừa đi bơi về cho nên là hơi đen đi một chút xíu. Còn Trinh thì bây giờ vẫn còn đi chơi lễ và chưa về nữa, báo hại Hoang một mình, Hoang phải quay clip tập tay cho chị em ở nhà đây. Và hôm nay thì cũng như Hoang vừa nói thì Hoang sẽ giới thiệu tới các bạn một cái clip tập cho vùng cánh tay của chúng ta sẽ được thon thả hơn. Đừng có nghĩ là tay to thô như đàn ông thì sẽ xấu, mà chúng ta sẽ có một cái phần bắp tay săn chắc và gọn gàng. Bởi vì tập ở nhà các chị em không thể nào tập những cái mức tạ nặng như các anh con trai ở trên phòng tập được, cho nên là không thể nào có chuyện tay thô đâu nhé. Bây giờ thì Hoang sẽ giới thiệu nhân vật đóng chung với Hoang bài đầu tiên. Đó là một cái ghế nhỏ. Các bạn có thể dùng một cái ghế ở nhà hoặc là ở trên bậc cầu thang cũng có thể được. Bài đầu tiên thì chúng ta sẽ dip với ghế. Ở trong chuyên môn thể hình thì sẽ gọi là bài này là bài dip, dip cho tay sau. Còn bình thường nếu mà chúng ta ở nhà thì chúng ta sẽ là chống tay sau với ghế. Thì ở bài này chúng ta sẽ để chúng ta sẽ ngồi lên ghế trước như thế này. Để hai tay gần bên hông của chúng ta. Tốt nhất là hai tay sẽ rộng bằng vai nhé. Và chúng ta sẽ ngồi thẳng chân ra. Nếu mà với chị em nào ấy còn hơi yếu phần tay thì chúng ta sẽ co chân lại như thế này để tạo một cái lực đẩy từ chân, để không tạo quá nhiều áp lực lên tay. Chúng ta hạ tay xuống cho đến khi tay vuông góc rồi đẩy lên, sẽ là một động tác. Rồi, ở động tác này thì kể cả thẳng chân hay co chân thì việc Hoang làm sẽ là thẳng lưng. Lưng Hoang sẽ thật là thẳng để tựa vào ghế, xích ra một chút xíu. Khoảng cách từ cạnh ghế với lưng của chúng ta sẽ chỉ có chút xíu như vậy thôi. Và chúng ta sẽ thật thẳng lưng lên. Nếu các bạn mà dùng lưng như vậy là sai nhá. Chúng ta sẽ thẳng lưng, ưỡn ngực về phía trước, hạ người xuống từ từ cho đến khi tay chúng ta vuông góc. Đẩy lên, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ thực hiện ở động tác này là khoảng từ 10 đến 15 lần. Nó sẽ giúp cho cái phần bắp tay chúng ta thon gọn hơn. Bây giờ thì Hoang sẽ quay nghiêng người lại một chút xíu để các bạn có thể nhìn rõ động tác này hơn nhé. Rồi bây giờ thì Hoang sẽ thực hiện lại động tác để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn nha. Đầu tiên Hoang sẽ đặt tay ở dưới phần mông như thế này, sát ở bên cạnh hông. Bởi vì cái ghế này đối với Hoang thì nó cũng hơi nhỏ. Để lát nữa Hoang tìm xem có cái ghế nào to hơn, Hoang sẽ xách một cái ghế to hơn ra để làm minh họa cho dễ nha. Rồi, hóc bụng lại, cũng lưng lên, thẳng lưng, chân ra này, bắt đầu hạ tay xuống. 1, các bạn có thể thấy là phần tay của Hoang vuông góc nhá. Này, 10. Rồi, như vậy là Hoang đã xong ở động tác thứ nhất. Và với động tác này thì chúng ta sẽ thực hiện từ 10 đến 15 rep trong một set. Và giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ từ 30 giây đến 1 phút. Thực hiện 3 set như vậy và chúng ta sẽ nghỉ từ 1 đến 2 phút để chuẩn bị đổi sang bài tiếp theo nha. Các bạn có một cái lưu ý là những cái ghế mà cao hơn như thế này, cao hơn một chút xíu thì cái lực chúng ta đẩy lên nó sẽ nhẹ hơn những cái ghế mà thấp tè như khi nãy. Rồi bây giờ Hoang sẽ thực hiện lại động tác này một lần nhá. Chuẩn bị này. Ôi cái này thì dễ hơn thật. Khi mà Hoang ngồi xuống này thì Hoang sẽ giống thẳng hai tay của Hoang xuống dưới sàn. Có nghĩa là hai tay Hoang sẽ rộng bằng vai và để sát bên hông như vậy luôn. Cái ghế hồi nãy thì nó hơi nhỏ nên là tay Hoang phải hơi xích vào trong một chút. Rồi bây giờ thì động tác chuẩn rồi nè. Đây. Bắt đầu bò xuống, thẳng chân ra, ưỡn ngực thẳng người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Hoang xong động tác đầu tiên rồi nhé. Chuẩn bị nghỉ trong vòng 1 đến 2 phút 40 giây để phục hồi được 3 động tác thứ hai thôi. Rồi, các bạn đã uống xong BCA và phục hồi thể lực chưa? Bây giờ chúng ta sẽ qua động tác thứ hai và thứ ba nha. Ở động tác thứ hai và thứ ba là chúng ta cần phải lăn ở tư thế thích đất. Lăn ở tư thế thích đất như là những bài trước Hoang đã nói thì khi mà lăn bình thường thì chúng ta sẽ chống tay như thế này đúng không ạ? Còn lăn ở tư thế thích đất thì chúng ta sẽ duỗi thẳng tay ra, gọi là lăn cao ấy.
ở trên cái bài mà tham khảo được trên mạng thì nó gọi là hai flung. Ở động tác đầu tiên của chúng ta sẽ gọi là flung bước ngang, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng tay để bước. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ cái tư thế flung như vậy. Các bạn giữ cái tư thế flung như vậy thì rất là tốt cho bụng và tất cả những cơ, những nhóm cơ phía bên mặt trước của cơ thể nhé. Bởi vì gồng lại để giữ cho cơ thể của bạn được thẳng. Rồi, bây giờ thì chúng ta ở trong tư thế này, chúng ta sẽ bước ngang qua bàn tay. Động tác này rất là khỏe cho cái phần tay và vai sau của các bạn, cả một ít cho phần ngực nữa. Chúng ta sẽ bước ngang qua. Ở đây thì tấm thảm của Hoàng có cái chiều dài giới hạn, cho nên là Hoàng chỉ bước được có khoảng 3-4 bước trong cái thảm này thôi. Còn với các bạn ở nhà thì chúng ta có thể bước dài hơn nếu như là cái chiều dài của chúng ta cho phép nhé. Nếu mà chiều dài của các bạn cho phép thì chúng ta có thể bước dài hơn nha. Và ở lưu ý ở bài này thì chúng ta sẽ flung ở cái tư thế là hai tay song song với nhau. Bước ngang qua nhé. 1 2 3 Bạn chỉ bước được có 3 bước ở đây à? 4 5 6 Rồi. Ở động tác này chúng mình sẽ bước mỗi bên như vậy là từ 10 đến 15 bước và thực hiện 3 set như vậy. Giữa mỗi set thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây đến 1 phút để phục hồi và chuẩn bị qua động tác thứ 3 nha. Ở động tác flung này thì các bạn sẽ để hai tay trên một đường thẳng như vậy, hai lòng bàn tay hướng ra ngoài nhé. Tay rộng bằng vai, ok, hướng ra ngoài như thế này. Flung cao. Chúng ta sẽ giữ ở tư thế này khoảng 5 giây, sau đó sẽ đông đưa tay qua bên này. Nhớ là dùng lực từ tay để kiềm người lại, nếu không thôi là sẽ bị đổ qua một bên luôn đó. Nếu mà các bạn nào mà chưa thể nào mà gồng hết lực của mình á, thì mở tay to hơn một tí xíu cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ đâm người qua bên trái, tiếp tục như vậy cho bên phải. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ở động tác này bởi vì chúng ta sẽ đông đưa qua hai bên, mỗi bên 10 lần cho nên chúng ta sẽ đến 20 nhịp. Và giữa 20 nhịp đó thì chúng ta sẽ được nghỉ là từ 30 giây đến 1 phút. Và chúng ta sẽ thực hiện 3 set như vậy. Rồi bây giờ Hoang sẽ quay ngược hướng về bên đó để cho các bạn thấy được nhiều góc hơn nhé. Bây giờ Hoang mới phát hiện ra là cái thảm của Hoang nó bị cong. Chắc giặt xong rồi đem phơi á. Tội nghiệp quá. Mình bỏ qua chi tiết về cái thảm đi nha, coi như là nó vẫn thẳng khớm và đẹp đẽ đi. Rồi, ở động tác này thì chúng ta sẽ để hai tay trên một đường thẳng, kéo ngang ra, rộng bằng hoặc hơn vai một chút nhé. Đây, bắt đầu lên là tư thế plank cao. Nếu mà các bạn nào mà mới tập lần đầu còn hơi yếu thì chúng ta có thể chống hai đầu gối cũng như vậy. Hai chân đằng sau phải bắt chéo vào nhau. Đây, để cho dễ dàng thực hiện động tác và không phải gồng phần cơ thể trên quá nhiều. Chúng ta sẽ quay như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, còn với những bạn nào mà chúng ta có thể lăn được, chúng ta có thể gồng cơ thể được thì là lên cao người như này nhé. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, không biết là các bạn đã thực hiện xong 3 động tác này chưa và cảm thấy là hai bên cánh tay của mình bắt đầu có cảm giác nóng lên, hơi nhức nhức và hơi mỏi mỏi chưa? Thì như vậy là đã thực hiện đúng động tác rồi đó. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở các home gym lần sau nha. Bye bye mọi người. Hoàng hứa là lần sau Hoàng sẽ lôi được cả Vân Trinh vào, bởi vì ngày mai là Trinh đi chơi về rồi, ngày mai phải phạt Trinh tập thật là nhiều nha.
Anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học, mong phải khi hoàng bên lá ngọc xác ca còn ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên.